official. À Trinh à, à em thấy hoàng hôn thế nào em? Bây giờ cảm giác của Trinh đang rất là hạnh phúc quá, mọi người biết không? Hôm đó anh tìm nhắn cho Trinh là năm nay anh sẽ tổ chức một cái tiệc sinh nhật cho em mà đáng nhớ Hạ Long, em như việc là chuẩn bị những bộ cánh đẹp và cất cho Bali và đi theo anh thôi. Nên là giờ Trinh đang rất là hồi hộp và nấu hơn, không biết tối nay là anh sẽ chuẩn bị gì cho Trinh. Ôi, Trinh chỉ mong là đừng có làm Trinh quá xúc động nha, ngày sinh nhật Trinh không muốn khóc đâu. Ủa anh tìm xe rất vui. Đi không? Còn bằng ai không nhờ? Còn ai không mọi người ơi? Trời ơi, Trinh làm gì Trinh? Nóng quá. Trời ơi, nước trong mắt luôn rồi. Ủa gì em? Ủa sao kêu tên là mọi người thôi chị? Xách cái rổ, cái ổi ok quá. Mọi người ơi, ăn đổi này. Ủa chả đâu? Ăn nổi em? Ăn nổi không? Ăn nổi, du đây. Ổi, xem Bây giờ mình đang đi đâu đấy hả anh? Hỏi cũng văn quá hả? Nên xem Ngọc Trinh backup. Ngọc Trinh backup với cả là có cái gì căng hơn gì không? Cái khổ. Anh không có thể không bắt đầu anh không học không? Mọi người, anh chỉ xuất hiện ở le lói kênh YouTube của anh kịp thôi. Chín bao nhiêu phong rồi? Chín bao nhiêu nhỉ? Đây. Cảm ơn em, muốn nghe nhiều hơn thì lên kênh TikTok của anh nhé. Vào đây. Ơi. Sao đúng không? Anh xem bộ này ok luôn. Không, mà tí phải đeo mà đeo một tí chứ là không đeo của em đó. Đây là bông tai bloom của cô chủ đây, cô chủ Hoàng Thánh đây, người mà cung cấp tất cả bông tai bloom cho tất cả các celeb tại Việt Nam đi event, nhất là Ngọc Trinh. Xinh. Ngọc Trinh là khách hàng thân thuộc. Cái này xinh này. Xinh quá. Bloom đấy chứ bông tai. Sao cái xem nè. Xinh không? Đó, hợp như cái áo học của anh đó. Cô chủ thương hiệu Bloom. Đây một trong những bông tai mà được tất cả các celeb dùng trong các bữa tiệc event. Các bữa tiệc event trong một năm qua. Đấy. Sau này tất cả lời thoại phải nói phú thôi. Công nhận. Đâu đây Hà đâu? Hà bên kia đây. Đây là nhà thiết kế nối long này, cũng tông hồng này, đẹp chưa? Đẹp chưa? Anh em tông hồng. Ơi, băng gì tắm chưa? Nhà thiết kế nối long nhá. Khách mời chính của tập này nhá. Lê Hà đâu? Lê Hà với ai? Ôi trời ơi, đây, Lê Hà đây. Quỳnh Thư đâu? Quỳnh Thư đang thay đồ ăn. Lê Hà xinh chưa? Hi. Đi vào hậu trường. Nó trẻ con quá rồi em ạ. Xinh mà. Hôm nay xinh quá nhưng mà vẫn không xinh bằng bà chủ. À, và trong buổi tối ngày hôm nay ấy, thì có một bí mật dành cho cô gái tháng 9. Đó là cô gái đi bên cạnh Tiệp 10 năm nay. Và chính vì hôm nay lý do Tiệp sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật màu hồng tại nơi đây cho cô gái đó. Và bữa tiệc sinh nhật đó được diễn ra trong không gian như nào, được thiết kế như nào, chút nữa được bật mí.
sinh nhật Ngọc. Happy birthday. Anh em vừa có một trải nghiệm rất là tuyệt vời tại Hạ Long, và nhân buổi tối tuyệt vời nữa là buổi tối của tháng 9, cô gái tháng 9, cô gái đáng yêu của chúng ta, Ngọc Trinh, cô gái đồng hành với Tiệp 16 năm. Và có lẽ là hôm nay là sinh nhật đầu tiên nhỉ? Yeah. Sinh nhật đầu tiên là anh em đón cùng nhau. Chị xin chúc cho nữ hoàng của chị thật sự là một cô gái mà luôn lan tỏa những cái gì mà đẹp nhất tới cuộc đời và tới tất cả những mọi người xung quanh. Love you. Cảm ơn chị. Chúc cho Ngọc Trinh lúc nào cũng bên ngoài xinh đẹp và bên trong nhiều tiền. Em xin chúc chị Ngọc Trinh sinh nhật bằng một câu tiếng Hàn. Ngọc Trinh, xin chúc cả hân ni đa. Xin chúc con bạn là luôn xinh đẹp và luôn nhiều tiền. Cái điều mà con bạn thích nhất. Đi rồi, đi rồi. Gấp 10 lần à. Chúc mừng, chúc Ngọc Trinh là sớm sắm Rolls Royce nha. Đây chắc là cuối năm nay, chắc là cuối năm nay. Okay. Anh đoán chắc chắn. Okay. Chúc chị Ngọc Trinh đã sinh ngày càng lung linh, luôn gặp nhiều may mắn nha. Cảm ơn em. Nữ hoàng của chị luôn luôn tỏa sáng nha. Ok. À, cô gái đây là cô gái đã từng xuất hiện ở tập Dubai, tất cả anh em mình ở Dubai. Vì Dubai. Dạ. Yeah. Chào mọi người. Chúc mừng Ngọc Trinh lúc nào cũng là cô gái 18 tuổi trong mắt mọi người. Lâm. Em chúc Ngọc Trinh tận hưởng sinh nhật năm nay thật là vui vẻ. Tại nhà sinh nhật Ngọc Trinh lần này, cả nhà mới có dịp được anh Tiệp dẫn đi Hạ Long để chiêm ngưỡng những cảnh đẹp của Hạ Long. Rồi, cảm ơn Ngọc Trinh nha. rất là nhạt. Nhưng mà tấm lòng. Hôm nay sinh nhật Ngọc Trinh, Phượng đã đặt một bó hoa dành cho cô gái yêu màu hồng. Bó hoa là thể hiện tình cảm của người chị dành cho một người em gái vô cùng yêu mến. Là năm nay là năm sinh nhật đầu tiên mà Trinh tổ chức cùng với những người bạn như thế này. Thật sự cảm giác bây giờ đang rất là vui và hạnh phúc. Lúc mà trước khi ở đây á, thì Trinh được anh Tiệp nói là năm nay anh sẽ tổ chức sinh nhật cho em. Và anh sẽ cho em một cái năm sinh nhật thật là đáng nhớ nhất với những người bạn. Em chỉ cần ship những bộ cánh đẹp nhất, cắt vào bao ly và đi theo anh thôi. Thật sự là chưa bao giờ Trinh đi theo anh Tiệp mà Trinh cảm thấy thất vọng những nơi anh Tiệp đã từng đưa Trinh đến. Và Trinh hy vọng rằng 9 năm nữa là Trinh 40 tuổi, và khi mà Trinh 50 tuổi đi chăng nữa thì một cái tiệc sinh nhật của Trinh vẫn là màu hồng và với những gương mặt thân yêu như thế này. Cảm ơn. I love Vũ Khắc Tiệp Official. Thường thường những khách mời trên kênh của Vũ Khắc Tiệp Official là những cô gái gắn liền với sự nghiệp của Tiệp, gắn liền với thương hiệu của Vũ Khắc Tiệp. Nhưng mà lần này Tiệp mời đặc biệt mời một cô gái mà Tiệp rất quý và ngưỡng mộ cô ấy. Đó là một người em cực kỳ thân thiết với Tiệp, Phượng, bà chủ của nha khoa Z Dentist, một trong những nha khoa đối với Tiệp đó là một trong những nha khoa đẹp nhất châu Á, Phượng đang sở hữu. Cảm ơn anh Tiệp, cảm ơn anh Tiệp. Cho Phượng xin nói đôi lời là thật sự là từ những ngày đầu mà theo dõi cái kênh YouTube của anh Tiệp ấy, thì cho Phượng rất là nhiều những cái suối nguồn năng lượng tốt để Phượng có thể làm cái công việc thường ngày tốt hơn và có nhiều cái động lực hơn trong cuộc sống. Là mình cũng cảm thấy là cuộc sống này phải biết tận hưởng và phải biết trân trọng những cái điều mà thật sự là dù là đời thường nhất nhưng mà đều là những cái điều mà mang lại cho chúng ta những cái cảm xúc và đẹp đẽ nhất. Đấy nhá. Cô gái thành công khi nói chuyện cũng toát lên cái thần thái của sự thành công ngay lập tức. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Phượng là một người là không những thành công trong công việc mà Phượng cũng là một người rất là mê thời trang và mê cái đẹp. Đó là một sự tinh tế mà Tiệp anh học hỏi ở em rất nhiều. Khi mà xuất hiện cùng với Tiệp và Ngọc Trinh để ngắm vịnh Hạ Long bằng trực thăng, Phượng đã chuẩn bị một bộ đồ Dior
cực kỳ sành điệu. Hợp không anh? Hợp tinh quá, không hợp anh? Quá cảm đẹp. Cảm ơn anh. Thể hiện được cái thần thái của Misfit Woman. Cảm ơn anh. Ok, giờ Tiệp và Phượng cùng Ngọc Trinh. Ngọc Trinh thì đang ở kia chuẩn bị đồ thì ba anh em cùng lên trực thăng để vòng quanh ngắm Vịnh Hạ Long. Đây là một trong những dịch vụ, một trong những trải nghiệm mà các bạn đến Vịnh Hạ Long cần trải nghiệm. Hey, feel I'm in a mood for a switcher. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money, that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Feel I'm in a mood for a changer. I leave the city and return with my changer. They got amnesia, don't remember how they played us. They wanna knock me down, but somehow I just stay up. Đây là lần đầu tiên mà Trinh đi trực thăng và đây cũng là lần thứ hai mà Trinh đến với Hạ Long. Lần trước á, thì Trinh chỉ đi event và họp hội thảo với công ty thôi, và lần này mới chính thức là được đi thưởng thức một cái di sản của thế giới du lịch ở Việt Nam nè. Và mùa này á, thì rất là đẹp nha mọi người. Mùa này là mùa thu ở Hạ Long. Vào tầm tháng trước cánh rồi. Chào bạn nhỏ, tôi Hồng. Tôi đang học tiếng Việt và hy vọng năm tới tôi sẽ nói tiếng Việt rất tốt. Xin chào. Zulabo là chàng trai vàng của chuyến đi Bali và chàng trai đã quay trở lại Hạ Long. Ok, Zulay Hạ Long. Hạ Long rất vui. Bây giờ Come back Hạ Long second. Second time, second yes. Time. Last time we, first time we traveled together with Tiep, Vukhak Tiep, on Bali trip, and it was amazing. It changed my life, and now I have more opportunity and job in Saigon. And with Tiep, we are so close friends now, yeah? Tiep. Nhưng mà Zula là một người mẫu quảng cáo rất đắt giá hiện tại, rất nhiều quảng cáo. Hả? Cái gì? Hy vọng sẽ nói tiếng Việt. Ok. Ra đến Hòn Núi Đá mất khoảng 10 phút. 10 phút này. Dạ. Thì trước tiên là cái hòn Châu Đá đầu tiên. Là cái hòn Châu Đá này là cái nó tưởng tượng như là một cái con chó đá để nó canh giữ cái vịnh này. Hòn chó đá. Hòn chó đá. Nghe tên đã ấn tượng rồi. Chút nữa mình sẽ đi qua đấy, anh vâng. Sẽ rơi thêm kỹ hơn. Anh Giang lái thuyền được 20 năm tại Vịnh Hạ Long rồi. Vịnh Hạ Long rồi. Đúng rồi. Vậy là tất cả những cái gì ngóc ngách của Vịnh Hạ Long thì anh Giang biết hết.
Vịnh Hạ Long này thì thường thường một năm mình du khách mình đón nếu như mà không có dịch thì anh? Nếu không có dịch thì ở Vịnh Hạ Long thì đón khoảng 3 triệu người. Đó, nếu không có dịch nhá thì Vịnh Hạ Long thường thường một năm đón 3 triệu người. Và khách là người nước ngoài là chính anh? Chủ yếu người nước ngoài. Còn cái khách nội địa của mình chỉ từ tháng 6, tháng 7, tháng 8. Chỉ có trong vòng 3 tháng đấy là có khách nội địa của mình thôi. À, khách thường là khách nội địa, khách người Việt Nam ấy đến Vịnh Hạ Long là thường vào 3 tháng, tháng 6, tháng 7, tháng 8. Đấy. Đó là 3 tháng mùa hè người Việt Nam mới đi chơi được. Còn trên đây sau các cô gái lên hết đường ngồi đi ạ. Đừng có khó khăn xin. Chào tất cả mọi người. Đó vậy đó. Hà nó trở lại rồi nè. Trở lại rồi nè. Còn là hai con nó trở lại. Mọi người ơi, mọi người ơi, Hà đây. Ở nhà thì theo dõi kênh YouTube của anh Tiệp thì không sót tập nào. Lê Hà rất là thích đi du lịch và được trải nghiệm như thế này, cho nên là ngày hôm nay đi ở đây rất là thích. Có rộng quá không đâu. Đấy, các bạn thấy rồi, các bạn thấy Ngọc Trinh đi ngắm Vịnh Hạ Long mà tưởng đi dự đêm hội chân dài chưa? Ủa anh yêu cầu mà, tầm trắng bay bổng mà. Bay bổng. Một chút nữa là sau khi mà vừa rồi là Tiệp và Trinh đi qua Hòn Trò Đá. Đấy, nghe cái tên mà đã ấn tượng rồi. Em thích cái tên này đó. Ừ. Nó dân giả ở bến xe giống em. Và sau đến này em sẽ đến Hòn gì? Hòn Mái à? Hòn gì anh? Hòn Chống Mái. Vừa xong là Hòn Trò Đá này, Hòn Chống Mái. Thực ra là khi mà quyết định quay về những cảnh đẹp của Việt Nam ấy, Hạ Long là một trong những điểm đầu tiên Tiệp muốn quay nhất, vì đây là di sản, là niềm tự hào của du lịch Việt Nam với bạn bè thế giới. Đi trên vịnh Hạ Long với người đẹp Ngọc Trinh, lượng view cao ngất ngưởng, cộng với chiếc du thuyền NC14 của Zerno này, của một cái du thuyền của Pháp, thì khung cảnh mỗi như thế nào mọi người đủ cảm nhận được rồi, đúng không? Đúng không Ngọc Trinh thì cứ đẹp thôi, cứ tạo dáng. Em đang cảm giác thôi. Chà chà nè. Đây, đây anh rồi. Ơi đừng quăng để em
từ từ anh Trang ơi. À đây, thế em quăng này. Yêu không? Đấy, giờ hai giây chọn giây nào. Hiện tại cả đoàn đang chơi một chiếc du thuyền cá nhân rất là sang trọng và đẳng cấp để đi tham quan Vịnh Hạ Long. Đây là chương trình được set up bởi câu lạc bộ du thuyền đầu tiên của miền Bắc, đó là câu lạc bộ Vietjet Club. Đây là một hoạt động khá là mới lạ so với những chiếc cruise mà tụi mình đã từng đi. Vì những chiếc du thuyền này có điểm rất là đặc biệt, đó là được nhập khẩu nguyên chiếc từ Pháp. Tiệp ơi, muốn chia sẻ gì không nè Tiệp? Đẹp quá nè. Vừa tham gia một số trò chơi hoạt động tại Vịnh Hạ Long này, vừa đi chơi mô tô nước này. Một số trò chơi khá mất khá nhiều sức. Phương nhờ vừa chơi trò chơi nào chưa? Nãy giờ không dám chơi trò nào, với lại cảnh đẹp quá. Chỉ có Tiệp với Ngọc Trinh thôi. Nhất là cái nhảy từ trên đây xuống. Đây là lần thứ 3 Tiệp đến Hạ Long và lần đầu tiên được trải nghiệm ngắm Vịnh Hạ Long. Thật sự là khi mà có những trải nghiệm, những phút giây vừa rồi ấy, thì cảm thấy tự hào về quê hương mình, tự hào về những điều mà du lịch Việt Nam đang làm cho thế giới phải kính nể. Thông qua cái kênh Vũ Khắc Tiệp Official quảng bá được một phần nào đó cho du lịch Việt Nam, nhất là sau đợt dịch này. Hy vọng những bạn ở nước ngoài hoặc những bạn đang xem Vũ Khắc Tiệp Official cùng nhau share và subscribe để cho kênh ngày càng phát triển. Còn đây là thằng em tên là Lâm, một cậu em mà Tiệp cũng mời của cuộc hành trình này. Lâm đã từng xem 29 tập và Lâm không bỏ sót một tập nào, và đây là lần đầu tiên Lâm được trải nghiệm cùng Tiệp trong hành trình này. Lâm là chủ của đồng sáng lập nhà hàng Khè rất nổi tiếng ở Sài Gòn, Khè Food. Thì cùng mọi người enjoy và vui vẻ một cái ngày rất là vất vả nhưng mà rất là vui. Anh Tiệp thì tới đây để cho mọi người xem về cảnh đẹp và những cái hứng thú khi mà mình tới Vịnh Hạ Long. Còn Lâm tới đây để quảng cáo khô gà. Nữ diễn viên Quỳnh Thư này, nữ diễn viên không thoại Hà Vi Vi này, nhà thiết kế hơi xây dựng hình ảnh hơi lờ sờ Đỗ Long này. Đấy chưa? Nhà thiết kế chợ Bình Tân Đỗ Long. Đỗ Long xin chào khán giả nào. Đấy, đẹp. Thật ra là khi mà nói chuyện trên YouTube thì không hề đơn giản nhé, không hề đơn giản, tưởng đơn giản thôi nhưng không hề đơn giản. Cái ngôn ngữ của YouTube nó khác hẳn với những ngôn ngữ của kịch diễn viên như kiểu Quỳnh Thư. Những cái chuyến đi này nó giúp cho chúng ta rất nhiều những cái năng lượng tích cực và giúp cho mình thêm yêu cuộc sống hơn và thêm có cái trách nhiệm với cuộc sống của mình hơn. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, I'm just not tired. Made a reputation for ourselves at age 18. We had the devil on our shoulders telling us what we should do. I wonder if you think about me too. I can hear the raindrops fall. It's cold outside, and I kinda feel like calling.
con xin quá nhé. Không, xin dạ. Sớm nào dễ thương mà. Ok. À, Trinh à, à, em thấy hoàng hôn thế nào em? Cái này đó. Cái này đó. Cái bà đó kia. Rồi đùa thôi. Đó chờ vờ thôi. Đó. Đạo diễn đó. Ok, nào. Nào. Ok. 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 Cái ai cũng biết mẫu rồi. Được chưa? Hoàng hôn kìa. Thôi, con đấy sợ xế lắm thì hẹn rồi. Có gì luôn rồi đấy. Và câu nói quen thuộc cuối mỗi tập, đó chính là mọi người hãy follow Instagram Vũ Khắc Tiệp có tích xanh để xem và ngắm những hình ảnh đẹp của mỗi chuyến đi. Cảm ơn tất cả mọi người.